chào đón quý cô bác và anh chị đến với chuyên mục Tử Vi ngày mới trên kênh Tử Vi Phương Đông. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được gửi tới lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Tử Vi Phương Đông trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn đã biết, kênh Tử Vi Phương Đông chuyên đăng tải những video về tử vi 12 con giáp, xem đường công danh, tình duyên tài lộc của 12 con giáp, giúp các bạn đón lành, tránh dữ. Trong đó có rất nhiều video được sự quan tâm của anh chị và các bạn quan tâm like và chia sẻ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Tử vi thứ 7 ngày 17 tháng 9 năm 2022 của 12 con giáp nhằm ngày 22 tháng 8 tức là ngày Quý Dậu, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần là ngày Hoàng Đạo, Ngọc Đường, tuổi xung với ngày Đinh Mão, Hỏa, Tân Mão, Mộc, Đinh Mão, Hỏa, Đinh Dậu, Hỏa. Xem tử vi ngày 17 tháng 9 năm 2022 thứ 7 tuổi Tý, tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, 27 năm Mộc Đức Nữ Thủy Diệu ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, đình đám, hẹn ước. Mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, hao tốn. Tuy nhiên vẫn có tiền bạc hoặc có quà tặng. Có cuộc đi không vừa ý, tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, 39 năm Thủy Diệu Nữ Mộc Đức có khách hoặc có bè bạn đến làm đảo lộn mọi dự tính sinh hoạt trong ngày. Sức khỏe không tốt, phải di chuyển hoặc toan tính nhiều cho mọi người. Ngày của tình cảm buồn vui lẫn lộn. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh về hội hè, ăn uống, quà tặng, mua sắm. Tử vi hôm nay tuổi Nhâm Tý, Mộc, 51 nam Vân Hớn Nữ La Hầu. Mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tốn tài lộc. Có sự gặp gỡ, hội họp, đám tiệc, hẹn ước. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Có cuộc đi ngắn. Có tin vui về tình cảm. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, 63 nam Mộc Đức Nữ Thủy Diệu không nên bôn ba truy tìm tin tức công việc sẽ không có kết quả. Nên chờ đợi, vén khéo công việc, gia đạo có nhiều người đến viếng hoặc có đám tiệc, nhưng cũng không nên kéo dài. Trong nhóm có người không tốt, nên giữ hòa khí. Tiền bạc. Xem tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, 75 nam Thủy Diệu Nữ Mộc Đức không nên e ngại về sự chậm chạp hoặc có sự thay đổi biến động đột ngột, cứ tiến hành sẽ có kết quả hoặc có cơ hội quý nhân giúp đỡ. Cần phải bỏ công sức hoặc phải gây áp lực mới có kết quả. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có cuộc đi ngắn. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm. Xem thêm, tử vi tháng 9 năm 2022 của 12 con giáp. Tử vi tháng 9 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo. Xem tử vi ngày mới thứ 7 ngày 17 tháng 9 năm 2022 tuổi Sửu, cuối tam tai. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Sửu, Thủy, 26 nam Thái Âm Nữ Thái Bạch. Nếu là ngày nghỉ thì không nên làm gì. Nếu không như vậy thì sẽ gặp nhiều người hoặc nhiều công việc đến với mình. Chuyện bất ngờ cũng có, chuyện đã hẹn trước cũng có. Sức khỏe không tốt hoặc phải lo lắng nhiều. Cần nên tôn trọng ý kiến lẫn nhau, dễ có sự bất hòa, nói nhiều. Có tài lộc nhưng dễ hao. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, 38 nam Thổ Tú Nữ Vân Hớn, không nên dính líu đến những chuyện của người khác, dễ bị làm ơn mắc oán. Hàm oan. Đề phòng có người kích bác hoặc nói xấu mình. Có tin xa tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân, và có tin buồn về sức khỏe. Có sự thay đổi về công việc. Nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn, tạm ứng. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, 50 nam Thái Dương Nữ Thổ Tú. Đề phòng có sự phản phúc, hoặc sự việc xảy ra sẽ không dễ dàng như mình tính toán. Nên cẩn trọng trong mọi việc, dễ gặp sự trách oán, phiền lòng. Ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả. Sức khỏe không tốt, nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn, chuyện vui chơi. Tình cảm không nên kéo dài, gặp điều bất lợi và hao tốn. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, 62 nam Thái Âm Nữ Thái Bạch. Có sự thay đổi về công việc, nhưng cũng có việc bị bỏ dở, gián đoạn. Nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn,
tạm ứng. Không nên dính líu đến những chuyện của người khác dễ bị làm ơn mắc oán, hàm oan. Đề phòng có người kích bác hoặc nói xấu mình. Có tin không tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân, và có tin buồn về sức khỏe. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, 74 năm thổ tú nữ Vân Hớn. Tránh tranh cãi, phân bua, sự việc gì cũng có cách giải quyết. Nên cẩn trọng trong mọi việc, dễ gặp sự trách oán, phiền lòng. Ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả. Sức khỏe không tốt, nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn, chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài, gặp điều bất lợi và hao tốn. Xem tử vi ngày 17 tháng 9 năm 2022 tuổi Dần. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Dần, Thổ, 25 năm kế đô nữ Thái Dương. Không nên hài lòng với những gì đã có trong hiện tại, nên cố gắng thêm sẽ có kết quả tốt hơn. Mọi việc nên khéo léo dùng tình cảm để thuyết phục sẽ có lợi. Có người nhờ mình giúp đỡ, hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn, nhưng vẫn có tin tốt về làm ăn cho tương lai. Mọi sự mong cầu về tiền bạc khó thành công. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, 37 năm La Hầu nữ kế đô. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài, dễ có sự mít lòng, thiệt thòi. Cẩn trọng khi muốn tiến hành giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Có chuyện thị phi, trách oán. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, 49 năm Thái Bạch nữ Thái Âm. Cẩn trọng khi nhận tin tức. Người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn. Không chứa chấp người lạ trong nhà hoặc kết bạn mới. Có sự kèn cửa tranh giành của tiểu nhân đưa đến có nhiều bực mình, nhưng không nên tranh cãi, sẽ bị thiệt thòi hoặc bị ràng buộc về lời nói, hẹn ước. Tránh chuyện thị phi, thư kiện, có người chơi xấu hoặc gây cản trở. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc có được tài lộc và phân tán trong những việc đã có dự tính trước. Ngày thuận lợi cho sự thay đổi mọi mặt và đi xa, di chuyển. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, 61 năm kế đô nữ Thái Dương. Nên cẩn trọng trong vấn đề đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc. Mọi việc nên khéo léo dùng tình cảm để thuyết phục sẽ có lợi. Có người nhờ mình giúp đỡ, hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn, hoặc phải chi phí cho những công việc định kỳ, giao thiệp. Nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tốt về làm ăn cho tương lai. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, 73 năm La Hầu nữ kế đô. Có sự kèn cửa tranh giành của tiểu nhân đưa đến có nhiều bực mình, nhưng không nên tranh cãi, sẽ bị thiệt thòi hoặc bị ràng buộc về lời nói, hẹn ước. Tránh chuyện thị phi, thư kiện, có người chơi xấu hoặc gây cản trở. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc có được tài lộc và phân tán trong những việc đã có dự tính trước. Xem tử vi ngày 17 tháng 9 năm 2022 tuổi Mão. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, 24 năm Vân Hớn nữ La Hầu. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác, hoàn toàn không có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Xem bói tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, 36 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu. Nếu không phải là chuyện cần thiết thì nên giới hạn việc đi lại. Gặp gỡ chỉ đem lại nhiều hao tốn, hoặc rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác, hoàn toàn không có lợi. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, 48 năm Thủy Diệu nữ Mộc Đức, sức khỏe không tốt. Nên chăm chú về công việc làm của mình, không nên nghĩ chuyện xa xôi, bàn tán chuyện người sẽ gặp điều không hay. Nên ở yên. Ngày có nhiều tin tức không tốt, xui xẻo đến với mình, dễ bị trách oán, hàm oan, tranh cãi. Dễ bị phạm sai lầm. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm. Hao tài về vui chơi giao thiệp, tiệc tùng. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mão, Kim, 60 năm Vân Hớn nữ La Hầu. Mọi việc không nên hấp tấp, cần phải có sự kiên nhẫn và chờ đợi sẽ có kết quả. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác, hoàn toàn không có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật,
hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, 72 nam Mộc đức nữ Thủy Diệu. Ngày có nhiều tin tức không tốt, xui xẻo đến với mình. Dễ bị trách oán, hàm oan, tranh cãi. Dễ bị phạm sai lầm. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm. Sức khỏe không tốt. Nên chăm chú về công việc làm của mình, không nên nghĩ chuyện xa xôi, bàn tán chuyện người sẽ gặp điều không hay. Nên ở yên. Hao tài về vui chơi giao thiệp, đám tiệc. Xem tử vi ngày mới thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022 tuổi Thìn, tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú, 83 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn. Theo lịch âm dương thì nếu có cuộc hẹn thì nên chờ đợi, có sự dời hẹn, chậm trễ. Công việc của người khác không nên nhúng tay vào dễ bị hiểu lầm, mất của. Tránh mọi chuyện thị phi. Tranh cãi trong gia đạo cũng như ở văn phòng. Có người đến quấy rối. Nên có sự hoàn trả nợ nần về tiền bạc cũng như về ân tình nghĩa lụy, sự chung đụng về làm ăn, giao dịch sẽ có kết quả lâu dài. Có tin xa. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch. Những việc xưa cũ đã đến lúc phải có sự kết thúc hoặc phải thay đổi. Nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phái. Nên ra đi giải quyết công việc. Có tin xa hoặc có khách. Ngày có sự hao tốn về tài lộc cho những dịch vụ định kỳ. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn. Không nên làm gì quá đáng dễ gặp sự trách oán. Hiểu lầm, tranh cãi. Có cuộc đi ngắn hoặc được mời dự tiệc. Ngày có nhiều âu lo về công việc hoặc có nhiều tin tức tức đến cần phải giải quyết. Sự cầu mong về kết quả chưa xong. Có sự chờ đợi chậm trễ, lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú. Nên có sự hoàn trả nợ nần về tiền bạc cũng như về ân tình nghĩa lụy, sự chung đụng về làm ăn, giao dịch sẽ có kết quả lâu dài. Có tin xa. Nếu có cuộc hẹn thì nên chờ đợi, có sự dời hẹn, chậm trễ. Công việc của người khác không nên nhúng tay vào dễ bị hiểu lầm, mất của. Tránh mọi chuyện thị phi. Tranh cãi trong gia đạo cũng như ở văn phòng. Có người đến quấy rối. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch. Ngày có nhiều công việc đến cần phải lo âu, giải quyết. Tốt xấu lẫn lộn. Nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phái. Nên ra đi giải quyết công việc. Có tin xa hoặc có khách. Ngày có sự hao tốn về tài lộc cho những dịch vụ định kỳ. Tử vi ngày 17/9/2022 tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, 82 nam La Hầu nữ Kế Đô ngày tuổi của bổn mạng. Chớ nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc ăn nói dễ bị trách oán. Hiểu lầm, tính toán không đúng thực tế. Chớ nên để bị lôi cuốn vào lời nói của người khác. Ngày gặp bè bạn, thân nhân hoặc có tin xa. Gia đạo ồn ào, bận rộn. Tài lộc trung bình nhưng cũng không nên đầu tư, hùng hạp. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương. Ngày tuổi của bổn mạng. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi. Việc đi lại nên có sự giới hạn, hoặc không được như ý. Nếu không phải là việc cần thiết, khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường. Không nên bày vẽ thêm, không có lợi. Ngày không tốt cho mọi việc giao dịch, ký kết. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô. Ngày tuổi của bổn mạng. Nếu không phải là việc cần thiết, khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường. Không nên bày vẽ thêm, không có lợi. Ngày không tốt cho mọi việc giao dịch, ký kết, hợp tác. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi. Việc đi lại nên có sự giới hạn, hoặc không được như ý. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm ngày tuổi của bổn mạng. Chớ nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc ăn nói dễ bị trách oán, hiểu lầm. Chớ nên để bị lôi cuốn vào lời nói của người khác. Ngày gặp bè bạn, thân nhân hoặc có tin xa. Gia đạo ồn ào, bận rộn. Tài lộc trung bình nhưng cũng không nên đầu tư. Hùng hạp. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương. Ngày tuổi của bổn mạng. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi. Việc đi lại,
di chuyển nên có sự giới hạn. Nếu không phải là việc cần thiết, khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường. Không nên bày vẽ thêm, không có lợi. Ngày không tốt cho mọi việc giao dịch, ký kết, hợp tác. Tài lộc dễ hao. Xem tử vi ngày 17 tháng 9 năm 2022 tuổi Ngọ, tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, 21 nam thủy diệu nữ Mộc Đức, 81 nam Mộc Đức nữ thủy diệu. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt, và nên chi phí những việc cần thiết, hoặc chuyển giao tiền bạc vào một mục khác. Nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại, có tin vui, hoặc có sự gặp mặt. Tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm, hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu tình cảm tốt, vui vẻ. Có sự mâu thuẫn, hiểu lầm chút ít trong nội bộ nhưng vẫn có thể hòa giải được. Có quý nhân giúp đỡ. Ngày có sự thay đổi về công danh cũng như tình cảm. Đã đến hạn kỳ cho công việc, tình cảm, tiền bạc cần phải giải quyết. Tài lộc tốt, hoặc có lộc ăn, hội họp, đình đám. Đề phòng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, 45 nam Mộc Đức nữ thủy diệu nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại, có tin vui, hoặc có sự gặp mặt. Tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm, hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, 57 nam thủy diệu nữ Mộc Đức mọi sự rất dễ thay đổi. Do đó việc gì đến thì nên làm nhanh. Không nên chần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bạn ra tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tuy nhiên vẫn nên giữ tình cảm tốt. Tài lộc trung bình. Tử vi hôm nay tuổi Giáp Ngọ, Kim, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu tình cảm tốt, vui vẻ. Ngày có sự thay đổi về công danh cũng như tình cảm. Đã đến hạn kỳ cho công việc, tình cảm, tiền bạc cần phải giải quyết. Có sự mâu thuẫn, hiểu lầm chút ít trong nội bộ nhưng vẫn có thể hòa giải được. Có quý nhân giúp đỡ. Tài lộc tốt, hoặc có lộc ăn, hội họp. Xem tử vi ngày 17 tháng 9 của 12 con giáp tuổi Mùi. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mùi, Mộc, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn, 80 nam Thái Âm nữ Thái Bạch nên giới hạn mọi sự giao thiệp. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng mọi việc. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú ngày không tốt. Nên cẩn trọng về sức khỏe, có tin buồn. Nếu là chuyện vui chơi cũng hao tốn, có sự mít lòng. Hoặc không đi được. Gia đạo hoặc trong công sở có nhiều việc xảy ra khiến mình phải giải quyết, lo toan, bận rộn. Có nhiều tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến khiến mình phải tiếp hoặc phải bỏ ngang công việc nửa chừng. Có sự hoàn trả về tiền bạc, hoặc phải mua sắm, sửa chữa. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch nên giới hạn mọi sự giao thiệp. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Ngày có nhiều sự vất vả. Nên cẩn trọng mọi việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt. Ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng trong mọi việc. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú ngày không tốt. Gia đạo hoặc trong công sở có nhiều việc xảy ra khiến mình phải giải quyết, lo toan, bận rộn. Có nhiều tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến khiến mình phải tiếp hoặc phải bỏ ngang công việc nửa chừng. Có sự hoàn trả về tiền bạc, hoặc phải mua sắm, sửa chữa. Xem tử vi ngày 17 tháng 9 năm 2022 tuổi Thân.
Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, 31 nam thái bạch nữ thái âm, đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình. Có tin xa. Ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Không nên ngại sự hao tốn và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, 43 năm kế đô nữ thái dương có quý nhân giúp đỡ. Có tài lộc nhưng dễ hao tán vì giao thiệp, chi phí các loại có định kỳ, đến hạn hoặc phải chia phần. Cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, việc làm dễ gặp chuyện thị phi, lời đồn, hàm oan hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau, nhất là về mặt tình cảm. Có tin buồn về sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, công danh của người thân. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Thân, Thổ, 55 năm La Hầu nữ kế đô, không nên ngại sự hao tốn và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai. Đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình. Có tin xa. Ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, 67 năm thái bạch nữ thái âm, việc mình biết hoặc được sự ưu ái giúp đỡ của người khác thì nên giữ kín, e có người tranh cạnh. Mọi việc càng nói ít thì càng tốt. Ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, 79 năm kế đô nữ thái dương, cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói. Việc làm dễ gặp chuyện thị phi, lời đồn, hàm oan hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau, nhất là về mặt tình cảm. Có quý nhân giúp đỡ. Tài lộc trung bình. Có tin buồn về sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, công danh của người thân. Xem tử vi ngày mới thứ Bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022 tuổi Dậu. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, 30 năm thủy diệu nữ Mộc Đức, không nên xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng, nhưng cũng không có lợi. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, 42 năm Vân Hớn nữ La Hầu, ngày dễ có sự trách oán, phiền muộn, hiểu lầm, thị phi. Không nên dính líu đến chuyện của người khác gặp tai ương. Nếu không có gì quan trọng thì chỉ nên làm việc bình thường hoặc ngồi yên. Nếu có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp mặt giao thiệp cũng không có lợi gì, chỉ nghe những chuyện không tốt. Dễ hao tài. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, 54 năm Mộc Đức nữ thủy diệu, không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Dậu, Hỏa, 66 năm thủy diệu nữ Mộc Đức, không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng. Có tin tức. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, 18, năm Mộc Đức nữ thủy diệu, 78 năm Vân Hớn nữ La Hầu, ngày dễ có sự trách oán, phiền muộn, hiểu lầm, thị phi. Không nên dính líu đến chuyện của người khác gặp tai ương. Ngày nên ngồi yên. Nếu có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp mặt giao thiệp cũng không có lợi gì, chỉ nghe những chuyện không tốt. Dễ hao tài. Xem tử vi ngày 17 tháng 9 năm 2022 tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, 29 năm Thổ Tú nữ Vân Hớn, ngày không tốt. Có nhiều tin xấu về công danh, sức khỏe, bổn mạng, tài lộc của người thân, bè bạn có liên quan đến đời sống của mình. Đề phòng rủi ro. Tai nạn, đau ốm.
nên giới hạn mọi sự giao tiếp, sẽ gặp những chuyện phiền hà. Tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Không nên tiến hành những công việc lớn lao. Công việc chưa có thể kết thúc hoặc hoàn chỉnh. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú tài lộc còn chậm, dễ hao, hay chỉ là lời hứa. Không nên tính toán, hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài, mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh. Nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến. Cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ, hoặc công việc bị trắc trở. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim. 53 nam Thái âm nữ Thái Bạch nên giới hạn mọi sự giao tiếp, sẽ gặp những chuyện phiền hà. Tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Không nên tiến hành những công việc lớn lao. Công việc chưa có thể kết thúc hoặc hoàn chỉnh. Ngày không tốt. Có nhiều tin xấu về công danh, sức khỏe, bổn mạng, tài lộc của người thân, bè bạn có liên quan đến đời sống của mình. Đề phòng rủi ro, tai nạn, đau ốm. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Tuất, Mộc, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn tài lộc còn chậm, dễ hao, hay chỉ là lời hứa. Không nên tính toán, hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài, mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh. Nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến. Cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ, hoặc công việc bị trắc trở. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú nên cẩn trọng trong mọi sự. Dù công việc hay tình cảm có dễ dãi cũng không nên đi quá xa dễ gặp sự mít lòng hay trách oán, hao tốn. Làm việc gì thì cũng phải làm đến khi có sự kết thúc, chớ nên bỏ ngang. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn. Xem tử vi ngày 17 tháng 9 năm 2022 tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, 28 nam La Hầu nữ kế đô ngày xung của bổn mạng. Không nên tranh cãi hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán. Sự mong cầu về công việc, tin tức đều chậm, có trở ngại. Có tài lộc nhưng dễ hao. Nên kết thúc công việc. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, 40 nam Thái Bạch nữ Thái âm ngày xung của bổn mạng. Mọi việc đi lại hoặc tiến hành công việc đều nên cẩn trọng, hay gặp rủi ro, trở ngại, rắc rối, cần phải bỏ sức ra nhiều. Đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình, hoặc gặp chuyện thị phi, nói xấu, tranh cãi, có tin buồn. Sức khỏe không tốt. Đề phòng rủi ro, tai nạn. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, 52 năm kế đô nữ Thái Dương ngày xung của bổn mạng. Có việc đi xa, gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có chuyện mình cần người giúp đỡ. Không nên tranh cãi hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán. Sự mong cầu về công việc, tin tức đều chậm, có trở ngại. Có tài lộc nhưng dễ hao. Nên kết thúc công việc. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Hợi, Mộc, 64 năm La Hầu nữ kế đô ngày xung của bổn mạng. Đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình, hoặc gặp chuyện thị phi, nói xấu, tranh cãi, có tin buồn. Sức khỏe không tốt. Đề phòng rủi ro, tai nạn. Mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Không nên nhúng tay vào chuyện công danh, tình cảm của người khác. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, 76 nam Thái Bạch nữ Thái âm ngày xung của bổn mạng. Mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Không nên nhúng tay vào chuyện công danh, tình cảm của người khác. Đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình, hoặc gặp chuyện